Xin chào mọi người, Mr. Zero đã quay trở lại rồi đây. Tuổi thơ Trọng Hoàng, tuyển thủ đóng thế trở thành vai chính của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng đến với bóng đá rất tình cờ. Năm 2000, khi Hoàng 11 tuổi, trong lần cùng đội bóng của trường tiểu học dự hội khỏe Phù Đổng, cậu nhóc đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên ở lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, được tuyển thẳng vào đây. Từ khi là cậu bé tập luyện ở lò Sông Lam Nghệ An, gia đình luôn dặn Trọng Hoàng hãy đá hết mình khi được vào sân. Và hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu về tuổi thơ Trọng Hoàng, tuyển thủ đóng thế trở thành vai chính ở đội tuyển Việt Nam nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. Tuổi thơ Trọng Hoàng, tuyển thủ đóng thế trở thành vai chính ở đội tuyển Việt Nam. Trận hòa 0-0 với đội tuyển Thái Lan ở trận lượt về vòng loại World Cup năm 2022 đối với đội tuyển Việt Nam là một kết quả chấp nhận được. Dẫu vậy, đội bóng của chúng ta vẫn phải đón nhận một tin xấu khi Nguyễn Trọng Hoàng sẽ không thể thi đấu trận tới vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 khi Việt Nam làm khách của Malaysia. Đội bóng mới leo lên ngôi nhì bảng vì án treo giò. Nhưng may mắn thay sau đó, cái tên Trọng Hoàng vẫn nằm trong danh sách được thầy Bắc gọi lên tham dự SEA Games 30. Ở tuổi 30, nhưng thể lực của Trọng Hoàng vẫn là một điều bí ẩn. Cầu thủ sinh năm 1989 có thể thi đấu trọn 90 phút như một chiến binh thực thụ, lên công về thủ nhịp nhàng. Quả thật, ít ai biết được rằng, để có được thành công và những cơ hội như ngày hôm nay, trang tiền vệ tuyển Việt Nam đã phải nỗ lực rèn luyện như thế nào, bởi xuất phát điểm của anh chỉ từng là tuyển thủ đóng thế. Và hôm nay, hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu về Trọng Hoàng của nhiều năm về trước ra sao nhé! Nguyễn Trọng Hoàng sinh ra và lớn lên ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hoàng là con thứ hai trong gia đình, có bố làm trong ngành công an, còn mẹ làm cán bộ công ty lương thực. Sinh ra trong một gia đình cơ bản như vậy nên Hoàng không gặp khó khăn gì trên con đường đến với trái bóng tròn. Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 10 tuổi khi gia đình cậu chuyển lên thành phố Vinh, Nghệ An. Khi đó, Hoàng tham gia đội bóng của trường tiểu học Lê Lợi đi tham dự giải bóng đá cấp thành phố. Sau đó, Hoàng còn được chọn làm đội trưởng đội bóng đá nhi đồng thành phố Vinh đạt giải nhì tại hội khỏe Phù Đổng ở Hải Phòng. Theo lời ông Nguyễn Trọng Hường, bố của Trọng Hoàng, lúc đầu gia đình chỉ cho anh đi đá bóng cho vui, nhưng không ngờ lại được các tuyển trạch viên của Sông Lam Nghệ An để mắt tới. Hoàng được tuyển thẳng vào lò đào tạo trẻ của xứ Nghệ năm 11 tuổi. Không phải lo lắng cho cha mẹ hay gánh nặng cơm áo gạo tiền, con đường đá bóng của Hoàng cũng vì thế mà khá bằng phẳng. Vốn không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc nên Hoàng tập trung lo cho việc bóng đá và nhanh chóng đạt được nhiều thành tích. Hoàng luôn đứng đầu danh sách trong những đợt kiểm tra thanh lọc lực lượng theo độ tuổi và tiêu chí đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. Thậm chí, anh có khả năng được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An sớm nhất trong các cầu thủ trẻ. Thế nhưng, thời điểm này, ông Hường vẫn chỉ nghĩ rằng đam mê là nhất thời, sự nghiệp mới là điều cần hướng đến. Đặc biệt, chị của Hoàng cũng đã vào ngành công an, vì vậy gia đình đã chuẩn bị cho Hoàng thi vào ngành công an. Khoảng cuối năm lớp 8, Hoàng bày tỏ nguyện vọng muốn chuyên tâm tập luyện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi và vợ suy nghĩ rất nhiều đêm rồi mới dám quyết định. Hoàng thời điểm đó đã có thể kiếm tiền, thậm chí còn nhiều hơn cả lương của tôi. Tuy nhiên, điều Hoàng khiến tôi an tâm là không hề tiêu xài phung phí mà đưa về cho mẹ nhờ cất và đặc biệt là luôn đam mê bóng đá, ông Hường bộc bạch. Theo ông Hường, gia đình chỉ có thể định hướng công việc tốt nhất cho con, nhưng việc quyết định thì cả nhà tôn trọng Hoàng. Điều này là việc làm tốt nhất của một người bố dành cho con trai. Cựu cán bộ công an nhớ lại, khi con trai bắt đầu theo học đá bóng, mỗi khi hết giờ làm việc tại đơn vị, ông luôn tranh thủ chạy xe tới sân vận động để theo dõi Hoàng tập luyện, từ chối nhiều lời mời tụ tập của người thân, bạn bè. Lúc đó, ngoài các bài tập của huấn luyện viên, tôi cũng đã tự dạy cháu một số đường bóng mà mình từng đúc rút ra trong thời gian khoác áo đội bóng Công an Nghệ An thi đấu nghiệp dư. Tôi nói với con, trước tiên hãy đá cho bố xem được. Khi đó, khán giả họ mới xem, ông Hường nói. Đánh giá con trai là người hiền lành, song theo ông Hường, lứa tuổi 13-14 là giai đoạn trẻ phát triển tâm sinh lý mạnh nên có chút chỉnh mãn. Để răn dạy con có hiệu quả, vợ chồng ông Hường đã dùng biện pháp bố cương thì mẹ nhu. Có lần khi được bố chỉ bảo, Hoàng cãi ngang không nghe lời, bị phạt nghiêm khắc để răn đe. Sau đó, mẹ sẽ làm nhiệm vụ phân tích cho con trai lý do vì sao bố phạt và cách khắc phục, ông Hường cho hay. 3 năm khổ luyện, vào tháng 3 năm 2003, Trọng Hoàng được chọn vào đội tuyển U14 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á trên đất Thái, giành huy chương đồng. Sau đó, thành tích liên tục đến với Trọng Hoàng khi đoạt huy chương ở các giải U19 và U21 quốc gia. Đạt nhiều thành công tại đội trẻ, vào năm 2007, Trọng Hoàng chính thức được đôn lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An thi đấu V-League ở vị trí tiền vệ. Với lối đá không biết mệt mỏi mỗi khi xung trận, chạy liên tục và có mặt ở nhiều vị trí trên sân, Trọng Hoàng được đồng đội đặc biệt danh là Hoàng Bò, người không phổi.
Mỗi khi được ra sân thi đấu, Hoàng luôn được nhắc đến là mẫu cầu thủ nhiệt tình, năng nổ, chạy nhiều. Đối với các huấn luyện viên và đồng đội, họ luôn xem Hoàng là mẫu cầu thủ không biết giả vờ. Cũng vì vậy mà Hoàng nhanh chóng có chỗ đứng khá vững trong đội hình chính của Sông Lam Nghệ An và cả cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Từ năm 2009 đến năm 2017, Trọng Hoàng đã 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự nhiều giải đấu, ghi 12 bàn. Thế nhưng quãng thời gian này, Hoàng buồn nhiều hơn là vui. Trận chung kết SEA Games năm 2009 thất bại trên đất Lào, cùng 3 lần dừng chân ở bán kết AFF Cup. Trong giải AFF Cup năm 2016, Trọng Hoàng chấn thương nên thi đấu không được tốt. Tại AFF Cup năm 2018, Trọng Hoàng đã đá chính 6 trong 7 trận, một trận vào từ băng ghế dự bị. Dù phải thi đấu ở vị trí chạy cánh, không phải là sở trường, anh đã chơi rất ấn tượng. Thế nhưng rất nhiều người hâm mộ hiểu ngầm rằng, thật ra Trọng Hoàng được gọi lên tham gia là để đóng thế cho vị trí của Văn Thanh. Nhưng dường như Trọng Hoàng chẳng quan tâm đến điều đó, mỗi lần ra sân, cầu thủ xứ Nghệ luôn thi đấu vô cùng máu lửa, bất chấp đối thủ là ai. Những lần mặc áo tuyển đã rèn giũa con ngựa hoang Trọng Hoàng thành một sát thủ chính hiệu. Hai đường kiến tạo xuất sắc cho Tiến Linh ghi bàn trong trận đấu với Campuchia và Phan Văn Đức lập công ở bán kết lượt đi với Philippines. Những lần xâm nhập vòng cấm của đối phương rồi tung ra các pha dứt điểm mạnh mẽ cả bằng hai chân. Tất cả đã cho thấy Trọng Hoàng trưởng thành như thế nào. Phía sau cái biệt danh nghe có vẻ thô thiển Hoàng Bò là một chiến binh thầm lặng của tuyển Việt Nam. Người từng được gắn mác đóng thế nay đã thực sự chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ, tài năng và sự đủ tinh tế trong mỗi lần dọn cỗ cho đồng đội. Tính từ sau AFF Cup năm 2018, Trọng Hoàng đều góp mặt ở mọi mặt trận của đội tuyển quốc gia. Trong 5 trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup năm 2019 trên đất UAE, anh là cái tên không thể thay thế nơi đội hình xuất phát. Mới đây, anh cũng là cái tên được điền vào danh sách tham dự SEA Games 30 tại Philippines của huấn luyện viên Park. Bởi lẽ, ở mặt trận vòng loại World Cup năm 2022, Trọng Hoàng liên tục góp mặt trong cả 5 trận đấu của đội tuyển từ tháng 9. Trước đó, tại King Cup năm 2019 trên đất Thái, anh có ít nhất một trận đá chính thức trước Thái Lan, Curacao. Là trụ cột không thể thay thế của tuyển quốc gia, anh dường như đã thỏa mãn mọi tiêu chí của thầy Park. Nhớ lại trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup năm 2022 tối ngày 19 tháng 11, với tính chất căng thẳng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò chơi thấp và chủ động tranh chấp quyết liệt để giảm sức ép của đối phương. Nhưng không may, Trọng Hoàng đã nhận một thẻ vàng ở phút 60 sau pha phạm lỗi với tiền đạo Subachot. Dù nhận thẻ vàng, nhưng phải công nhận trong trận này Trọng Hoàng chơi cực kỳ mạnh mẽ, quyết liệt. Chính anh là nhân tố giúp cánh phải của Việt Nam có phần tốt hơn so với phía đối diện. Với chiến lược gia người Hàn Quốc, ông luôn mong muốn ở một cầu thủ có sự đa năng để linh hoạt trong từng hoàn cảnh của U22 Việt Nam. Và không ai khác, người không phổi Trọng Hoàng là một trong số những cầu thủ luôn được nhắc tới. Chính sự đa năng của Hoàng Bò cùng khả năng thích ứng đối với vị trí của các sơ đồ chiến thuật cũng là điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đánh giá cao. 10 năm trước, Trọng Hoàng lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Từ đó đến nay, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An luôn là nhân tố được mọi huấn luyện viên tin dùng. Tuy nhiên, dưới bàn tay của ông Park Hang-seo, Trọng Hoàng dường như đã hồi xuân một cách hoàn hảo. Đây là thời điểm Trọng Hoàng khẳng định được rõ nét nhất tài năng của mình khi được cho lùi về đá hậu vệ cánh. Một sự thay đổi mang tính bước ngoặt cho chính Trọng Hoàng và cả đội tuyển Việt Nam. Tuổi 30, với nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh chia tay trái bóng, với Trọng Hoàng thì khác, anh đang được sống trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất cùng với những người đàn em đang ngoài đôi mươi như Quang Hải hay Văn Hậu. Chẳng một ai nghĩ Trọng Hoàng đang là bậc lão nhân chơi cùng với rất nhiều đàn em kém xa về tuổi tác. Nhưng tôi tin là lão nhân không phổ của chúng ta vẫn còn đủ sung sức, đủ khả năng chinh chiến cùng đồng đội trên con đường biến giấc mơ vươn tầm châu lục, xa hơn là thế giới cho bóng đá nước nhà. Cùng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Trọng Hoàng bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!